Ngày 19 tháng 4, Hội Cựu chiến binh xã Kim Phượng đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Tới dự có đồng chí Lâm Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, lãnh đạo xã Kim Phượng và 67 đại biểu chính thức đại diện cho 437 hội viên cựu chiến binh trong toàn xã. Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh xã Kim Phượng đã phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, có bản lĩnh kiên định vững vàng, đoàn kết, chủ động, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đề ra. 5 năm qua, toàn hội không có hội viên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, cán bộ hội viên phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu chấp hành nghiêm mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, cũng như điều lệ và quy định của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Hội Cựu chiến binh cũng tích cực tham gia đóng góp xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, xóa nhà tạm cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và công tác tình nghĩa đồng đội, thông qua đánh giá kết quả đạt được cũng như hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Kim Phượng đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2022-2027 là tăng cường tập hợp, vận động, tổ chức động viên các thế hệ cựu chiến binh gìn giữ, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Cựu chiến binh lấy chất lượng, hiệu quả làm mục tiêu, xây dựng hội vững mạnh, phấn đấu 100% hội viên được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ. Hàng năm có trên 90% trở lên số chi hội và cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh. Phấn đấu 100% chi hội và gia đình hội viên không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông. Tại đại hội, đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Kim Phượng cũng bầu ra ban chấp hành khóa 2, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Hải tiếp tục được tiến nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Kim Phượng khóa 2. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Cựu chiến binh huyện lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức trong thời gian tới.